Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Anh tới Việt Nam nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Nhật Bản, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước trong thời gian tới. Cập nhật về công tác khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại Quảng Ninh. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào chiều tối ngày 29 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland David Cameron đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại cuộc tiếp Thủ tướng David Cameron, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Anh sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Anh, các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác về giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư cảm ơn Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định, chính phủ Anh coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực và sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, theo tinh thần tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng David Cameron tới Việt Nam và chúc chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, chính phủ Anh rất quan tâm đến việc thúc đẩy trao đổi thương mại với Việt Nam và các quốc gia ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Anh nêu rõ, cũng như các nước G7, Anh có lập trường rất rõ ràng và điều này đã được đề cập trong bản tuyên bố của G7. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU sẽ sớm kết thúc vào cuối năm nay, tạo bước đột phá để hai bên cùng khai thác lợi thế, đưa hợp tác kinh tế, thương mại lên tầm cao mới, đồng thời mong muốn sau khi ký kết, Quốc hội Anh sớm phê chuẩn hiệp định này. Cũng ngay sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng David Cameron đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí hai nước và quốc tế để thông báo kết quả của cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Trước giới báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng David Cameron đều cho biết cuộc hội đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Vương quốc Anh tại Hà Nội đã rất thành công. Hai bên đã thảo luận sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, từ thương mại, giáo dục, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, quân sự đến cả những thách thức về an ninh đang phải đối mặt. Thủ tướng David Cameron cũng chính thức thông báo chính phủ Anh đã quyết định miễn thị thực vào nước Anh cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, đồng thời khẳng định nước Anh tiếp tục cam kết hỗ trợ ODA cho Việt Nam thông qua các kênh song phương và đa phương, cũng như không có giới hạn nào về số lượng đối với việc học sinh, sinh viên Việt Nam sang du học tại Anh. Chúng tôi khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư là trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước và nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí. Ngài Thủ tướng và tôi đã khẳng định quyết tâm thúc đẩy sớm ký Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong năm 2015. Quan hệ thương mại song phương đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 năm, và thương mại của nước Anh với Việt Nam mới chỉ chiếm 0,5% trong tổng kim ngạch thương mại của Vương quốc Anh. Và tôi nghĩ rằng điều này đã chỉ ra cơ hội to lớn, và chúng tôi cũng đã đồng ý mối quan hệ này sẽ còn tiến xa hơn nữa. Chúng tôi hoan nghênh những bước đột phá gần đây trong đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, và chúng tôi cũng hoan nghênh những thỏa thuận đã được ký trong chuyến thăm này. Chúng tôi tin rằng sẽ còn có nhiều kết quả hơn nữa. Điều đó là lý do mà Vương quốc Anh muốn có một gói hỗ trợ tài chính trị giá 500 triệu bảng Anh để hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, và điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Anh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai thủ tướng đều bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gần đây trên Biển Đông, đồng thời cho biết hai bên đều nhấn mạnh mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và phấn đấu sớm có bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC.
Thủ tướng David Cameron cũng cho biết đây là lần đầu tiên ông quay trở lại Việt Nam sau 2 thập kỷ. Cách đây 20 năm, ông đến thăm Việt Nam với tư cách là khách du lịch. Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi mà ông đến thăm đầu tiên ngoài châu Âu. Và Việt Nam cũng là nước duy nhất mà ông đi thăm hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 30 tháng 7, Thủ tướng Anh David Cameron đã tham dự hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, đưa minh bạch là trọng tâm của hoạt động kinh doanh. Cùng tham dự hội thảo về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại hội thảo, nhiều ý kiến nhấn mạnh minh bạch là một trong những yếu tố tiên quyết cho việc xem xét đầu tư hay không của nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh David Cameron cũng khuyến nghị Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực này, đặc biệt là phòng chống tham nhũng. Tham nhũng làm tăng 10% chi phí cho doanh nghiệp toàn cầu, làm mất niềm tin của doanh nghiệp, khiến nhà đầu tư không yên tâm ngay từ đầu. Anh đang thúc đẩy liêm chính trong nước. Chính phủ Việt Nam cũng cần hợp tác với đối tác toàn cầu để chống tham nhũng. Điều quan trọng với các nước, kể cả Anh, là không có quốc gia nào là hoàn toàn không có tham nhũng. Đối với doanh nghiệp, Anh Quốc đã lựa chọn và sẽ lựa chọn những quốc gia nào thật sự minh bạch, liêm chính, cao hơn để đảm bảo an toàn cho sự đầu tư của họ. Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015 và nhiều hiệp định thương mại đã mở không gian rộng lớn cho hàng hóa Việt Nam, nhưng cũng tạo sức ép cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước. Việt Nam hiện có mức tăng trưởng tốt trong những năm qua, nhưng tiềm ẩn tiêu cực như tham nhũng, đưa hối lộ. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã quyết liệt đấu tranh với tệ tham nhũng, đã ban hành luật phòng chống tham nhũng, thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư làm trưởng ban, tham gia công ước của Liên Hiệp Quốc, ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng. Ngoài ra, trong năm 2014-15, chính phủ đã đẩy mạnh các cách thủ tục hành chính, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn có nguy cơ tham nhũng. Với những nỗ lực đó, thủ tục hành chính ở Việt Nam phục vụ người dân và doanh nghiệp được đơn giản hóa, rút ngắn quy trình xử lý, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa nhấn mạnh, để cải thiện minh bạch, liêm chính, việc thứ nhất phải làm đó là hệ thống pháp luật, nhất là tòa án, trọng tài, giám sát phải làm tốt hơn. Thứ hai là nâng cao nhận thức cao cho công chức chính phủ cũng như trong khu vực công và hãy nói không với tham nhũng kể cả với cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp chuyện riêng với Thủ tướng Anh. Hai bên sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác để trong 5 năm tới, thương mại song phương sẽ tăng lên gấp đôi. Hiện Anh Quốc đứng thứ 3 trong Liên minh châu Âu về đầu tư vào Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc tiếp với ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Nhật Bản và vào chiều ngày 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản. Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã khẳng định Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt là về hợp tác kinh tế và sẵn sàng cùng phía Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước phát triển thực chất và toàn diện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, nông nghiệp. Thủ tướng Abe và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đều khẳng định coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực và mong muốn cùng với lãnh đạo Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông Hạ tầng Đất đai và Du lịch, tiếp lãnh đạo Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã đồng chủ trì phiên họp Ủy ban Hợp tác Việt-Nhật lần thứ 7 và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida. Hai bộ trưởng đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua, cũng như các nội dung cho thành công của chuyến thăm lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới. Hai bộ trưởng cũng nhất trí tiến hành phiên họp cấp cao về hợp tác nông nghiệp để ký tầm nhìn chung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trong năm nay, cũng như sớm tổ chức phiên họp lần 1 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng, và sớm triển khai giai đoạn 6 sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư.
Hai bên cũng khẳng định quyết tâm triển khai nghiên cứu khả năng hợp tác trong kế hoạch tín dụng 110 tỷ đô la Mỹ nhằm phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á, thúc đẩy thương mại song phương, trong đó có các mặt hàng nông sản của Việt Nam như xoài, thanh long ruột đỏ và quả vải. Bộ trưởng Ngoại giao Kishida cam kết sẽ thúc đẩy các thủ tục để sớm ký kết các dự án vay ODA cho Việt Nam trong năm tài khoá 2015, trong đó có 6 dự án bổ sung với trị giá 280 tỷ yên. Một số nội dung khác được bàn thảo tại phiên họp Ủy ban Hợp tác song phương, đó là vấn đề cấp thị thực nhập cảnh với công dân Việt Nam, tiếp nhận điều dưỡng viên người Việt và về tình hình Biển Đông. Tiếp tục những thông tin thời sự khác, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP tại Hawaii, Mỹ đã bước sang ngày làm việc thứ hai. Những vấn đề gai góc nhất phải vượt qua trong quá trình hướng tới một thỏa thuận chung đã lộ diện. Đoàn Việt Nam cũng đang tích cực đàm phán để giải quyết nốt những vướng mắc còn lại. Trong khi Mỹ muốn áp thời gian bảo hộ bản quyền 12 năm cho các sáng chế về dược phẩm y tế, các nước khác lại cho rằng thời hạn như thế là quá dài khiến cho người nghèo khó tiếp cận các sản phẩm dược phẩm y tế và muốn giảm thời gian bảo hộ xuống chỉ còn 5 đến 8 năm. Tuy nhiên thì gai góc nhất vẫn là nông nghiệp và các quốc gia vẫn đang bất đồng lớn về lĩnh vực này. Đại diện đoàn đàm phán TPP Việt Nam cho biết Việt Nam đã gần như hoàn tất đàm phán song phương với các nước. Tồn đọng đáng kể nhất còn lại là đàm phán song phương với Mỹ, tập trung vào các vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia TPP. Hiện hai bên đang đàm phán tích cực trên tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo báo cáo kinh tế vĩ mô trong quý 2 năm 2015 được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và nhóm chuyên gia tư vấn của dự án hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, nền kinh tế đang có sự phục hồi ngày càng rõ nét, tăng trưởng GDP khả quan, lạm phát ổn định, hoạt động đầu tư sôi nổi trở lại. Thế nhưng thì theo nhiều chuyên gia, vẫn chưa có nhiều tín hiệu cho thấy bước phát triển thực sự từ nay đến cuối năm. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, tăng trưởng GDP trong quý 2 đạt 6,46%, tính trung bình 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,25%. Như vậy, mục tiêu tăng trưởng 6,2% đặt ra cho cả năm là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn còn những vấn đề đáng lo ngại, chưa thể tạo bước đột phá về tăng trưởng. Thứ nhất là vấn đề FDI. Ở các nước thì người ta nội địa hóa gần 6-70%, rồi là công nghiệp phụ trợ của người ta phát triển rất tốt, cho nên khi FDI vào, nó cùng với cái nội lực họ phát triển rất tốt. Thế nhưng đối với Việt Nam, trong mấy năm vừa rồi chúng ta chưa tạo được cái tiền đề đấy. Vấn đề thứ hai tôi muốn nêu là cổ phần hóa. Trong thời gian vừa rồi chúng ta làm chưa tốt được cái vấn đề đó. Có thể là thoái vốn nhà nước xuống 20-30%, 40%, nhưng mà quản trị chưa có gì thay đổi. Về đóng góp cho tăng trưởng, khu vực FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đầu tư lẫn xuất khẩu đều tăng. Tính trong 6 tháng đầu năm, khu vực này chiếm tới 67,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, liên tục đạt thặng dư. Vốn thực hiện đạt khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số cho thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam là tiềm năng, thế nhưng tận dụng được ưu thế của khu vực này để nâng cao năng lực sản xuất trong nước vẫn cần sự quyết liệt hơn. Một trong những cái điểm then chốt là chúng ta cần phải duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô. Thì ổn định kinh tế vĩ mô khi mà lãi suất thấp, lạm phát thấp thì những cái động cơ để cho gọi là đầu cơ này và những cái hoạt động về thương mại này thì lợi ích từ những hoạt động đấy nó sẽ giảm đi. Khi những lợi ích sẽ giảm đi thì lợi ích từ cái phần đầu tư vào sản xuất nó sẽ tăng lên, thì đấy là một cái khuyến khích. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì chúng cần phải có những cái cải thiện về hệ thống luật pháp, về sở hữu, về các cái vấn đề sở hữu tài sản và các cái, và đặc biệt là phải tái cơ cấu trong cái thị trường về yếu tố nhân tố sản xuất. Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, kinh tế vĩ mô trong quý 3 tiếp tục trên đà phục hồi, tăng trưởng GDP có thể đạt mức 6,42%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng nền kinh tế chưa hẳn đã có đà tăng trưởng mà chỉ mới ở mức hồi phục. Tiếp tục nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Kazakhstan đa dạng hóa thị trường, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, diễn đàn doanh nghiệp kinh doanh với thị trường Kazakhstan đã được tổ chức vào sáng ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội. Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp cùng với Đại sứ quán Cộng hòa Kazakhstan tổ chức. Hơn 50 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực, chủ yếu là dầu khí, nông nghiệp và du lịch, đã tham dự diễn đàn kinh doanh với thị trường Kazakhstan. Tôi đến đây và cũng muốn là tìm kiếm một cái đối tác của mình ở Kazakhstan. Cũng vừa qua thì tôi cũng có thông tin là Việt Nam mình và Liên minh Kinh tế Á-Âu
có ký hiệp định thương mại tự do. Thì qua đó thì là cái mặt hàng, tôi biết là mặt hàng chè của tôi sẽ được là dành một cái phần thuế xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi vào cái chuyện này. Và tôi cũng mong muốn là đến đây để có thể có cái cơ hội tìm kiếm khách hàng mới và để có thể mở rộng thị trường cho cái mặt hàng chè của tôi. Từ Kazakhstan đến Việt Nam chỉ có 6 tiếng bay. Thì chúng tôi rất là quan tâm đến các công ty bay mà để chở cái nguồn khách đến Việt Nam. Điểm nhấn của diễn đàn kinh doanh với thị trường Kazakhstan là việc giới thiệu về hội chợ quốc tế Expo 2017 tại thủ đô Astana. Chủ đề của Expo 2017 là năng lượng tương lai. Phía Kazakhstan cho rằng hai bên có thể hợp tác với nhau trong lĩnh vực này và những lĩnh vực khác mà Việt Nam có ưu thế. Chúng tôi sang Việt Nam lần này để giới thiệu về dự án Astana Expo 2017. Ngoài ra, thu hút sự chú ý của giới kinh doanh Việt Nam tới những tiềm năng kinh tế của Kazakhstan, những dự án cụ thể, những ngành nghề cụ thể mà cả Việt Nam và Kazakhstan cùng có thể hợp tác. Nhập khẩu từ Việt Nam và Kazakhstan tăng 25% trong năm 2013-2014. Xuất khẩu sang Việt Nam cũng tăng. Điều đó cho thấy các doanh nghiệp hai nước đã có những mối quan hệ nhất định. Về phía nhà nước và các tập đoàn quốc gia thì chúng tôi cũng đang có những biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác song phương. Kazakhstan được đánh giá là một thị trường tiềm năng của Việt Nam, chỉ có 17 triệu dân nhưng GDP lên tới 240 tỷ đô la Mỹ trong năm 2014. Hàng năm nhập khẩu trên 40 tỷ đô la Mỹ. Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường này là rất lớn sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu được ký kết cuối tháng 5 vừa qua. Ngay sau khi hiệp định có hiệu lực thì khoảng 90% dòng thuế sẽ được cắt giảm về không. Thì đây có thể nói là cái cơ hội rất là tốt cho doanh nghiệp Việt Nam để cái thâm nhập cái thị trường đầy tiềm năng của Kazakhstan. Thì đây là cái cơ hội mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nắm bắt lấy để mà tận dụng những cái lợi thế, những cái ưu đãi mà FTA giữa Việt Nam và Liên minh TEO mang lại. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn hôm nay đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa công ty quốc gia Astana Expo 2017 và công ty lữ hành Sài Gòn Tourist. Diễn đàn doanh nghiệp kinh doanh với thị trường Kazakhstan hôm nay thực sự là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường Kazakhstan và tìm kiếm đối tác hợp tác, đặc biệt là trong tình thế mới, khi vào đầu năm sau, theo dự kiến, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Kazakhstan là thành viên tích cực sẽ có hiệu lực. Hồng Hoa, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai Việt Nam và Chi đội Công an Biên phòng Châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc đã phối hợp diễn tập Liên hợp phòng chống khủng bố Việt-Trung Sông Hồng 1-2015. Nội dung buổi diễn tập phòng chống khủng bố trên biên giới Sông Hồng 1-2015 với tình huống giả định là Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhận được thông báo của Chi đội Công an Biên phòng Châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc có 7 đến 9 phần tử khủng bố sau khi thực hiện các hành động khủng bố tại một số địa phương phía Trung Quốc đã chạy trốn đến khu vực biên giới thuộc huyện Hà Khẩu, Trung Quốc, đối diện khu vực các địa phương biên giới tỉnh Lào Cai, Việt Nam, lợi dụng để xuất cảnh trái phép sang Việt Nam. Hai bên đã cùng phối hợp tác chiến với nhiều mũi khác nhau tiêu diệt và bắt được các đối tượng khủng bố. Diễn tập Liên hợp phòng chống khủng bố Trung Việt Sông Hồng 1-2015 là hoạt động liên hợp phòng chống khủng bố với quy mô lớn nhất, binh lực được điều khiển nhiều nhất do Bộ đội Biên phòng hai nước Việt-Trung tổ chức thực hiện, qua đó tăng cường hợp tác, nâng cao tinh thần cảnh giác và kỹ năng xử lý tình huống cho các lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong phòng chống khủng bố. Trong phần tiếp theo của bản tin, tiếp tục cập nhật công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Quảng Ninh. Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống Việt Nam thông qua ống kính của những nhiếp ảnh gia không chuyên người Nhật Bản. Tiếp tục là thông tin về tình hình mưa lũ tại Quảng Ninh. Tính đến lúc 19 giờ ngày 30 tháng 7 thì đã có 17 người thiệt mạng do mưa lũ, 3.700 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong đó thì có 28 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Tại bản Sen ở huyện Vân Đồn, trước nước vẫn ngập sâu khoảng 10 mét, nhấn chìm 27 ngôi nhà của 30 hộ dân. Ước tính thiệt hại cho đến thời điểm này là trên 1.500 tỷ đồng, trong đó ngành than thiệt hại 500 tỷ đồng. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang tập trung di rời toàn bộ 229 hộ dân ở bãi thải mỏ Mông Dương do có nguy cơ vỡ cao.
đồng thời tập trung bảo vệ trạm điện 110 kV ở khu vực này. Cũng trong ngày 30 tháng 7, các nhà khí tượng đã cảnh báo các địa phương từ Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn sang Tây Bắc Bộ cần phải đặc biệt đề phòng những điểm dễ sạt lở, chủ động có phương án hỗ trợ người dân di rời ra khỏi địa bàn nguy hiểm để hạn chế thấp nhất về người và tài sản cho bà con. Trong khi đó, thì công tác khắc phục thiệt hại do mưa lớn cũng đang được tỉnh Quảng Ninh song song tiến hành khẩn trương. Trước đó, thì vào sáng ngày 30 tháng 7, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở một phần thân đập chắn đất bãi thải của mỏ than tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả. Và ngay sau khi xảy ra sự cố, thì lãnh đạo tỉnh Đông Bắc này đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn cho khu dân cư ở hạ lưu bãi thải. Tại thành phố Cẩm Phả, mưa lớn kéo dài từ rạng sáng nay đã gây sạt lở 1/3 đập chắn đất bãi thải Đông Cao Sơn, khiến bùn đất tiếp tục trôi lấp xuống khu dân cư phía hạ lưu. Trước nguy cơ vỡ đập, tập đoàn Than Khoáng Sản đã huy động tối đa lực lượng phương tiện khẩn trương triển khai các biện pháp sửa chữa và gia cố thân đập chính, đảm bảo giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ vỡ đập, bảo vệ an toàn cho nhân dân cùng các công trình trọng điểm. Thì chúng tôi đang tranh thủ thời tiết tốt để củng cố cái đập chỗ H8 này. Thứ nhất là chúng tôi là nâng cao cái đập lên. Hai nữa là đắp cái đập cho nó dày thêm để đảm bảo cái đập được vững chắc hơn. Và một cái giải pháp nữa chúng tôi nắn dòng cho chảy sang, điều tiết dòng nước cho chảy sang các khu vực khác để cho đập để đảm bảo được cái chịu đựng được tốt hơn. Lữ đoàn đã điều 4 phương tiện xe thiết giáp và 30 cán bộ chiến sĩ cùng với các lực lượng trên địa bàn đã cứu giúp. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 3, trong 2 ngày vừa qua thì đặc biệt ở địa bàn phường Quang Hanh, của thành phố Cẩm Phả thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn đã cứu được khoảng 250 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đặc biệt là có nhiều cụ già và trẻ em, trong đó có 2 cháu nhỏ sơ sinh, là một cháu là 15 ngày tuổi và một cháu là 1 tháng tuổi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu dân cư phía hạ lưu bãi thải, các cơ quan chức năng tiếp tục di rời các hộ dân phường Mông Dương. Lực lượng chức năng như công an, quân đội cũng huy động tối đa nhân lực, phương tiện triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho trạm cấp điện, sẵn sàng các phương án khi có tình huống xấu xảy ra. Cũng phải phòng một cái phương án là có thể vỡ đập. Mà vỡ đập thì đương nhiên là khu hạ lưu là nó rất là nguy hại. Chính vì thế mà tỉnh Quảng Ninh ngay sáng hôm nay đã chỉ đạo và cùng với lại các lực lượng, trong đó ngành than và lực lượng quân đội di rời toàn bộ hơn 70 hộ dân sáng ngày hôm nay đã xong. Như thế là tổng cộng cái khu 4 này di rời khoảng 240 hộ dân trong 2 ngày này là di rời. Cái thứ ba nữa là phải bảo vệ bằng được cái trạm biến áp 110 kV. Nhiều khả năng mưa lớn vẫn tiếp diễn tại thành phố Cẩm Phả. Mọi công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho nhân dân hiện vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương. Chuyển sang những thông tin khác, phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ được tổ chức vào sáng ngày 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh rằng đã là người Việt Nam thì dù ở trong nước hay đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, dù theo tôn giáo hay không theo tôn giáo cũng đều là đồng bào, đều có lòng yêu nước và ý nguyện phấn đấu cho độc lập dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của nhân dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng của một bộ phận đông đảo nhân dân. Vai trò của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo sẽ ngày càng quan trọng, đòi hỏi cán bộ làm công tác tôn giáo cần phải nỗ lực nhiều hơn, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Để thể hiện tình cảm của mình đối với một thành phố, đối với đất nước mà mình đang sinh sống thì chắc chắn có rất nhiều cách khác nhau. Ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống thường ngày là cách mà những người Nhật Bản thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh Echinan chọn để thể hiện tình cảm của mình đối với Việt Nam. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống tại Việt Nam thông qua ống kính của những nhiếp ảnh gia không chuyên người Nhật Bản trong câu lạc bộ này. Cành đào ngày Tết, một góc chợ, khu nhà tập thể. Những hình ảnh rất đỗi quen thuộc đối với mỗi người Việt Nam này được chụp bởi các nhiếp ảnh gia không chuyên người Nhật Bản. Họ là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh Echinan. Từ đầu năm tới nay, các thành viên câu lạc bộ đã đi chụp ảnh tại nhiều địa phương ở miền Bắc và quyết định trưng bày những bức ảnh ưng ý nhất cho tất cả mọi người cùng xem. Những cái bức ảnh về đời thường thì người ta bắt được khoảnh khắc rất tốt.
và người ta có được sự kết nối với cả những cái chủ thể ở trong bức ảnh. Mình nghĩ là tại vì nghiệp dư nên là chất lượng máy thì là nó cũng không đồng đều, nên là có bức chất lượng ảnh nó lên rất là đẹp, mà có những bức thì là phóng to lên thì cảm giác nó hơi bị bệt. Ngoài cái yếu tố ấy ra thì mình thấy mọi thứ cũng ổn. Không phải là những địa điểm du lịch, không phải là danh lam thắng cảnh của Việt Nam, trong con mắt của những nhiếp ảnh gia không chuyên người Nhật, vẻ đẹp của Việt Nam được thể hiện ngay trong cuộc sống thường ngày. Mình cảm giác như là họ đã hòa nhập vào cuộc sống của người dân ở Việt Nam. Họ đã rất mất công để dậy sớm để ra trong giữa hồ chụp chẳng hạn. Hoặc là có những bức ảnh là họ đã phải lặn lội đến nơi xa xôi để chụp. Phải thực sự để ý và thực sự sống ở đây thì người ta mới biết được. Rất là ấn tượng với bức ảnh này vì đối với mình thì đây chỉ là một cái cảnh hoàn toàn rất là bình thường trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam. Có thể nói là đối với một vài người Việt Nam thì bức ảnh này gần như là không có cái điểm gì nổi bật và không đáng để chụp ảnh chẳng hạn. Nhưng mà mình rất bất ngờ là tại sao người Nhật lại có thể tìm ra vẻ đẹp ở trong những bức ảnh như thế này. Megumi Katsu, chủ tịch câu lạc bộ Etsunan, đã có 13 năm sống tại Việt Nam. Với mong muốn để những vẻ đẹp của Việt Nam được nhiều người Nhật biết đến hơn, năm 2006, chị đã thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh gồm các thành viên là người Nhật đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Những vùng ngoại ô Việt Nam có nhiều cảnh đẹp quá, nên chúng tôi quyết định mỗi tháng một lần cùng nhau đi chụp ảnh ở đâu đó. Ví dụ như cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa rồi là mùa vải, chúng tôi đã lên Bắc Giang để chụp ảnh. Một năm thì chúng tôi tổ chức trưng bày ảnh như thế này 2 lần. Lần trưng bày ảnh này của câu lạc bộ nhiếp ảnh Etsunan sẽ kéo dài tới ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội. Và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên website vtv4.vn hoặc trên trang YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.